Em lo cho con cái là chính. Đúng Còn bây rồi. giờ em thì nói chung là em cũng thật thật tình là em lên đây cũng mong muốn kiếm được một người vợ biết hiểu thương nhau và sống chung thủy với nhau, mà lo cho con cái và không có lăng nhăng, không có mà phải xa đọa như vậy. Em chỉ mong muốn như vậy thôi đúng Rồi, không? em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì sống chung thủy với vợ, với chồng, với con, biết lo làm. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình xíu đi cưng. Trước tiên thì con xin được phép chào cô Hồng Vân, và chào chú Huyền Linh và chào bạn trai bên kia cùng với toàn thể tất cả những ông bà cũng như là quý khán giả anh chị em có mặt ở trong phim trường ngày hôm nay. Và thì con cũng xin tự giới thiệu về mình, thì con tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, con đến từ Tây Ninh. Năm nay thì con 31 tuổi và con đến với chương trình này thì con hy vọng tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình, tại vì số con lận đận quá. Mong ngày hôm nay sẽ được may mắn. Dạ, con làm nghề gì nè? Hiện tại thì con đang là một MC, một ca sĩ, nói chung là hoạt động nghệ thuật tự do. Và con kinh doanh bất động sản, lại con kinh doanh online nữa. Nhiều giỏi nghề dữ vậy vậy luôn rồi. Á hả? Rồi mời nhà trai. Dạ em xin chào anh Bình Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân Chào và khán giả trong trường quay hôm nay. Em là Võ Văn Buôn, em nay 31 tuổi, ở Đắk Lắk, nhưng hiện tại sống làm ở Bình Dương. Em là nhân viên lái xe năng ở công ty. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh em thì nhiều lắm. Ví dụ? Rất là vui vẻ, hòa đồng cho mọi người. Nói chung là em muốn có một cái cuộc gia đình là số 1. Em muốn chăm sóc gia đình và một người em yêu thương là lúc nào cũng chung thủy với một người đó. Không chơi bời, không hút thuốc, không gãi gú. Điểm quá mạnh. Điểm yếu của em là ăn thịt gà mà em không ăn da và không ăn thịt mỡ. Dạ. Với tính hơi nóng nhưng mà nói chung là cũng dễ dễ chịu một tí, là vì nói nóng đó nhưng mà là người đó không có vậy như mọi người mà nóng đó rồi là đùng 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 tầm tầm lên là xong. Có hay khóc mình không? Cái đó là có, vì nhiều lúc cũng tủi thân cũng có. Trời, hay tủi thân khóc mình á. Dạ. Rồi nhìn biết rồi, mắt Vậy ướt kìa, hay tủi thân khóc mình. Ồ vậy luôn á hả? Còn mình Linh thì cũng hay sao? tủi thân khóc mình. Con nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, cái điểm mạnh của con thì tuy con là nữ nhưng mà việc gì con cũng làm được hết, kể cả con sửa điện hay là cái gì cũng làm được hết luôn. Cái điểm yếu của con thì con rất là sợ đĩa và con sợ đau, đánh con đau quá là con sợ lắm. Thì con không thích cái điều đó. Bị ai quánh chưa mà sao sợ quánh dữ vậy? Con nghĩ không ai dám đánh con đâu. Nhiều lúc thì con vô tình cái làm cái việc gì đó mà trúng con, nó đau, con hơi cọc á. Nên con biết được cái tính mình như thế nên con kiềm chế và con né tránh được cái điều đó thì càng tốt. Con chào chú. MC này giống ai đánh nổi đâu, MC lanh quá trời đất. Nhưng mà mới khẳng định nó không ai đánh nổi con hết á. Đúng rồi, nghe là tôi biết, tôi qua đây liền à. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con muốn tìm một nửa yêu thương của con là không có keo kiệt nè, không có tính đàn bà. Tại vì người người đàn ông mà có cái tính đàn bà nó rất là khó sống, cái gì cũng nói lắc nhắc để ý rồi ghim gút trong bụng khó chịu lắm. Con thích một người là biết trên biết dưới, biết cha mẹ, ông bà cha mẹ, biết yêu thương con nít. Vậy mình có mấy mối tình rồi? Thì thực sự ra thì con là hiện đang là single mom. Con có hai baby rồi. Hai bé rồi. Dạ, và hai bé trai. Lớn lớn là nhiêu? Con thì lúc trước thì con lập gia đình cũng hơi sớm, bé lớn con hiện tại là 10 tuổi. Ồ. Bé nhỏ thì 5 tuổi rồi. Rồi ở với mẹ luôn. Dạ, ở với mẹ luôn. Vậy mình nuôi con luôn. Dạ, một vất mình con vả nuôi con nha. luôn. Dạ. Mình chia tay với ông xã lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Thì con Bao chia nhiêu tay. năm rồi? Chất ra thì chia tay với ông xã thì lúc trước thì chia tay với ông xã là lúc bé lớn. Nhưng mà tại vì lúc đó con cũng còn nhỏ tuổi, là cái suy nghĩ nó cũng không, nó cũng bồng bột và nó còn hơi có một chút mềm yếu nên cứ dây dưa với ông xã miết thôi. Thì hiện nay là đã chấm dứt hẳn luôn là 4 năm mấy, 4 năm. 4 năm rồi. Dạ. Rồi. Em nghe bên kia nói đường tình duyên vậy rồi. Mình nói đi, mình đường tình duyên mình thế nào? Em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ, em cũng cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình là cũng là trải qua một quá khứ rồi. Nay được 4 năm rồi. Nhưng mà em sống với người đó được 8 năm. Nhưng mà em có ba đứa con. Giờ ba đứa con ở với ai? Dạ, ở với em hết. Lớn nhất À, là ở với em nhiêu? hết luôn hả? Dạ. Lớn nhất 12 tuổi rồi, học lớp 6 rồi. Nhỏ nhất. Nhỏ nhất học lớp 1, 7 tuổi. Trời ơi. Ba đứa nhỏ ở với em đồng rồi ai giữ Ở nhỏ? với ba mẹ người quê. Quê ở đâu? Ở Đắk Lắk anh. Giờ đi là lúc thằng cu nhỏ là còn chút xíu rồi, mới biết đi đường chuẩn, nó đi này lâu rồi. Rồi hai đứa không sống với nhau là 4 năm. Bố mẹ của em chắc còn trẻ đúng không? Dạ, bố bố mẹ con 50 tuổi. À đó thì chắc là nuôi cháu vẫn còn rất là tốt. Rồi bây giờ mình cố gắng làm sao đó mà mai mốt mình lo cho con này kia rồi con vợ với mình luôn ha. Em trai ha. Dạ, nói chung là em rất là chịu khó, nói chung là ham làm lắm, làm lo cho con cái là chính. Đúng Còn bây rồi. giờ em thì nói chung là em cũng thật thật tình là
em lên đây cũng mong muốn kiếm được một người vợ biết hiểu thương nhau và sống chung thủy với nhau, mà lo cho con cái và không có lên nhanh, không có mà phải xa đọa như vậy. Em chỉ mong muốn như vậy thôi đúng không? Rồi, muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì sống chung thủy với vợ, với chồng, với con, biết lo làm ăn, với biết thương cha mẹ và mà phải có trí thú lo làm ăn là được rồi. Ừ. Yeah. Rồi em thì sao? Đối với con thì con cũng như vậy. Thì con cũng đến đây cũng mong muốn tìm được một người thì biết yêu thương, biết hiểu, thông cảm và sẻ chia. Và nhất là về cái công việc của con. Thật sự mà nói thì ngày hôm nay thì đến đây thì con mặc như thế này là rất là bánh bèo rồi. Thì cái công việc của con thì con hơi có một chút cá tính trong công việc. Con cá tính là chỉ là do cái tính chất công việc thôi. Nhiều khi con mặc đồ cũng rất là sexy. Nhưng mà cái đó là sau khi cái công việc của con lại về nhà con cũng bánh bèo như thế này. Đó. Bởi vậy nhiều khi thì con sợ nếu như những cái bạn trai khác á, người ta thấy con như thế á, thì người ta gọi là thích hình thức bên ngoài thôi. Trong cái giai đoạn đầu và khi người ta tiếp xúc thì người ta biết cái tính chất công việc con như vậy, người ta nói là con là không đàng hoàng này kia nọ, con không thích điều như thế. Con cần một người là hiểu, không có ghen tuông. Đó, phải hiểu cho công việc của con và thông cảm được công việc của con. Quan trọng là con đối với cái người đó như thế nào thôi, chứ đừng có nhìn thấy là con đối với những cái khách hay là kia đâu trong công việc con. Con đang đi với ai? Và ngày hôm nay thì con đi với mẹ, thì con còn có mình mẹ thôi và lại một em trai nuôi và một anh trai cũng ở gần nhà. Rồi mời mẹ, mời đại diện nhà gái. Chào chị Hồng Vân, dạ. Anh Quỳnh Linh. Ngày hôm nay thì ngày của hai cháu nó thật sự là mình giờ cũng lớn tuổi rồi, giờ hai ốm đau bệnh hoạn ít có đi, nhưng mà giờ đưa con đến đây thì để cho tìm hiểu biết trong cái việc mà tương lai của nó, nếu thật sự con có chấp nhận yêu thương nó, giúp đỡ nó thì coi như ráng hoàn thành cái nghĩa vụ của mình là chồng. Nếu được thì giờ tôi cũng rất mừng cho hai đứa. Đó. Cho nên là cầu chúc anh chị cũng ráng giúp đỡ cho cháu như thế nào được hoàn cảnh. Nó giống như con... anh chị và tôi cũng rất mừng và cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Nói chung con cô rất là bản lĩnh đó, cô gái rất là bản lĩnh luôn đó. Rồi em trai đi với ai? Chị em đem đi với ba em. Rồi chào chú. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Nói em từ Đắk Lắk trở về đây để tham dự cái buổi tối nay hai con. Cháu nhà mình tỉnh là mấy người con chú? Bốn người dạ. Buôn là thứ mấy? Đứa cỡ đầu á. Đứa đầu á hả? Dạ. Rồi giờ nuôi ba đứa cháu luôn đó hả? Ba đứa cháu. Trời ơi. Hy vọng rằng nay mình sẽ có người gọi là cùng đồng hành với con trai mình ha. Dạ. Chú thấy cô gái bên kia làm sao? Dạ, nói chung là thấy hai đứa cũng thấy cũng đẹp đôi, cũng xứng đôi vô lứa. Dạ. Thôi nói chung là không biết là nói rất nhiều. Rồi cảm ơn chú. Ba cũng xúc động. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai em gặp mặt ra, rồi cứ tâm sự chia sẻ với nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi buôn. Chào em. Hoa. Thôi để tí nữa, giờ em tặng cái này trước. Nơi tới chương trình anh có gì anh có món quà nhỏ nhỏ tặng cho em. Đó là chiếc đồng hồ. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Đeo vô luôn. Buôn tặng đồng hồ là có ý nghĩa gì vậy Buôn? Ý nghĩa đồng hồ này là cái thời gian nó quay này là nói chung là lúc nào cái thời gian này cũng là em ở bên cạnh của Hiền. Xin cầm cái hộp đi. Hơi rộng tí. Dạ không sao, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi tặng anh. Cái này là một cái cây, nó tượng trưng cho cái tình cảm hoặc là cái tình yêu, mặc dù tình yêu hay là tình bạn giữa em và anh sau này có như thế nào, có thành đôi hay không đi chăng nữa, thì nó giống như cái cây mà chúng ta tưới nước á, thì nó sẽ tốt mãi và nó vươn cao, nó to lớn, thì giống như tình cảm giữa em và anh á, nếu như chúng ta chịu khó vun đắp á thì nó sẽ càng phát triển, nó bền vững hơn. Ở đây em gửi tặng anh. Bây giờ hai bạn trò chuyện với nhau đi. Lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận với nhau thế nào? Lần đầu tiên thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì có một chút gì đó hơi gọi là hơi buồn ở trong lòng thôi, một đúng không ạ? Nói chung là không phải là buồn, nhưng mà anh nhưng mà lần đầu tiên là trường sống hơi chút nhát một tí thôi, không có buồn cái gì hết. Thì tổng thể thì em thấy anh thì dễ nhìn, khá là đẹp trai. Cảm ơn em. Dạ. Anh cũng cảm nhận em là con người cũng nói cũng dịu dàng, cũng dễ thương, thì nói chung là anh cũng bị lỡ làm một chuyến đò, nên anh cũng mong muốn là ngày hôm nay anh gặp được em là một người cho một cơ hội để mà đến với nhau, mà để mình vun đắp với nhau mà đi đến tương lai. Dạ. Cái lúc đầu nãy thì em nghe có nghe nói là quê anh ở Đắk Lắk. Đúng rồi. Anh làm ở Bình Dương là hiện tại là anh làm anh ở trọ đó hay là ở bây trọ. Giờ là nhà ở trọ. Đó. Nếu như em với anh đến với nhau đúng không? Thì anh có ba đứa con và em có hai đứa con, thì anh cảm thấy anh
kham nổi hay không? Cái điều đó thì anh cũng biết, anh cũng suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ anh nói em là vấn đề đó, mình yêu thương nhau, mình vun đắp nhau thì mình sẽ lo lắng nhau được, thì những điều đó nó sẽ vượt qua được. Thì chắc chắn là nếu như mình chấp nhận vì nhau thì những cái đó là không gọi là cái khó khăn. Đúng rồi đó. Thôi mình đứng lên cùng tiến về nhau, và mỗi người hát một đoạn nào tặng nhau ha. Nói hát là em hát không được. Rồi cứ tới thì bạn nữ sẽ hát cho em nghe. Hai người nắm tay nhau nhìn thẳng vào nhau. Rồi bạn nữ có thể hát trước. Con gửi đến tất cả những quý khán giả như là cô chú anh chị em có mặt trong trường quay cùng với chú Huyền Linh và cô Hồng Vân, một ca khúc này cũng khá là quen thuộc, một sáng tác của tác giả Nguyễn Văn Trung, Cầu Vồng Sau Mưa. Và con hát một đoạn đi nha. Đứng giữa con đường mưa, em vô tình nhớ một nụ cười. Đứng giữa con đường mưa, em vô tình nhớ một vòng tay. Nhưng rồi em tìm thấy những nụ cười cho em niềm vui. Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ không rời. Vì có anh, em chỉ cần một vòng tay anh ôm lấy em, để ngày mai em biết điều hơn, niềm hạnh phúc mới đến dịu em. Cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu. Anh không có hát được nhưng mà em nhắm mắt lại. Dạ. Em nhắm mắt lại đi. Anh Bường Linh đếm giúp em nha. 1 2 3. Mở mắt ra. Hôm nay là đến chương trình này, anh chỉ có đó hồng anh tặng cho em. Một bó hoa hồng này là tượng trưng cho cái tình thương của anh và em, lúc nào cũng màu hồng, lúc nào cũng mãi bên nhau. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên có một người con trai mà quỳ gối và tặng em một cái đó hoa thật là xinh như thế này. Và em rất là hạnh phúc luôn và em cảm ơn anh rất nhiều. Và cũng là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho con và anh đã có duyên gặp nhau ở đây. Và em cũng xin gửi lại anh một cái câu nói là chúng ta gặp nhau ở đây là duyên phận. Và chúng ta có bấm nút hay không cũng là duyên phận, và em hy vọng điều đó anh chắc chắn sẽ là xảy ra. Anh sẽ bấm nút trước em. Yeah. Rồi. Chúng ta trở về ghế. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định, và quyết định bằng cả trái tim của mình nha. Suy nghĩ cho kỹ, nếu đúng bấm ngay. Còn không cần đúng, đếm. Thì không cần bấm. 1. Bấm đi. 2. Bấm liền. 3. Hết thời gian. Hết hồn tưởng nút hư. Lãng mạn quá mà sao không bấm được. Con bấm liên tục, con bấm hoài luôn. Bấm 4 cái luôn rồi nè. Ừ. Bởi vậy mới nút hư đó. Bấm quá nó mát luôn. Rồi bây giờ Bun ơi, Bun xin phép mẹ hung bạn Hiền gái đi Bun. Con xin phép bác cho con hung Hiền một người không? Đó. Hãy nắm tay nhau, đừng rời xa nhau. Đây là những món quà dành cho các bạn, gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, con xin chân thành cảm ơn chương trình ạ.